Vâng, xin chào các bác đến kênh Kia Xe Đạp. Và em sẽ giới thiệu một chiếc xe đua mới nhất về tại của em, dòng xe đua carbon Chopic Milan. Đây là một mẫu xe đua rất được các bác mong chờ. Và chiếc xe này được trang bị bộ khung khí động học các bác nhé, bộ khung rất là đẹp, khung carbon. Giờ sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, với dòng Chopic Milan thì bên em về cũng rất là nhiều rồi. Cũng đây là một mẫu xe đua và hoan nhất tại cửa em. Rất nhiều các bác gọi điện cho em hỏi về chiếc xe Chopic Milan hôm nay về một chiếc. Về hình thức em đánh giá là trên 90% các bác nhé. Hầu như không một vết xước, ít những vết xước thôi. Lướt qua tổng thể. Cái dòng Chopic này thì trên khung thường có chữ ký của nhà sản xuất. Cấu yên carbon. Yên thì của Chopic, yên zin, nguyên bản đeo xe. Chữ T là biểu tượng của hãng các bác nhé. Tông màu đỏ đen thì lốp đỏ đen, rất phù hợp. Máy ơ của Chopic các bác nhé. Viên zin đeo xe này. Đùi đĩa trục rỗng của Zetro Spec. Đùi đĩa 2 tầm. Bộ lip 9 tầng của Shimano các bác nhé. Lip đen. Căm dẹp, căm lá hẹ giúp các bác di chuyển nhanh hơn, lướt gió hơn. Phủ đề của Shimano Sora. Đây là một miếng miếng dán để xích không đập vào khung đó nhé. Các bác mua về có thể bóc cái miếng này ra. Miếng dán này đỡ bẩn khung. Bộ khung khí động học rất là đẹp các bác nhé, khung dẹp. Với dòng Chopic Milan thì em không cần giới thiệu nhiều về bộ khung này. Dây âm sườn cao cấp. Đây đi dây âm sườn. Toàn thể bộ khung như một con robot. Phanh của 105. Càng carbon. Nguyên zin của Chopic. Xe ở trang bị bộ tay lắp của Shimano Sora 9 tầng. Và bên đĩa 2 tầng cho xe 18 tốc độ. Tăng tốc độ các bác hiểu. Phốt và ghi đông nguyên zin của Chopic các bác nhé. Nguyên zin nguyên bản theo xe. Chopic vẫn còn này. Lốp đỏ đen rất phù hợp với màu sơn của xe các bác nhé. Lốp còn rất là tốt, sử dụng rất là lâu nữa. Số lốp là 700x23C. Vành nhôm 2 lớp. Cầm trước là cầm lá hẹ các bác nhé. Cầm dẹp. Phía bên dưới đây có mã khung chính hãng của xe. Và chữ Chopic dọc trên khung đây. Bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao khung đứng của xe. Xe có size là 47 các bác nhé.
ngang là 51. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 đi vừa chiếc xe này. Thôi bây giờ xe đi vào đánh giá chuyển động. Về bộ lít 9 tầng của Shimano. Lít 9 tầng của Shimano các bác nhé. Lên lít. Bộ đề của Sora. Xuống lít. Rồi chuyển động rất tốt. Tiến tới phải bộ đùi đĩa 2 tầng. Đùi đĩa sụp rỗng. Xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, bánh quay rất là bon. Xe đến từ thương hiệu của Pháp, Sovic Milan. Vâng, và em vừa đánh giá trong chiếc xe Sovic Milan. Chiếc xe bộ khung rất là đẹp. Chiếc xe được trang bị khung khung carbon, càng carbon và cọc yên carbon. Chiếc xe được có giá tại cửa em mức giá là 14.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 7993 xem những ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại đường em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.